Hello, xin chào mọi người đã ghé đến kênh Nani Official của mình nha. Tự nhiên hôm nay trời mưa, thèm hải sản quá trời quá đất luôn. Nên có ghé chỗ kia mà lúc đó mưa lớn quá nên mình cũng không có biết địa chỉ là ở đâu hết. Bữa nào mình đi ngang thì mình sẽ coi địa chỉ rồi mình sẽ cập nhật sau cho các bạn nha. Đó, quá trời quá đất hải sản luôn. Trời ơi, ta nói lựa quá trời luôn. Được mấy cái càng cua nè, bự chà bá luôn á các bạn. Nhìn mờ lem nha, con ghẹ này nè. Nhìn thấy nó nhỏ nhỏ nhưng mà nó chắc thịt lắm luôn á. Đó, có con ghẹ này nè, thấy cái yếm nó là ghẹ cái, nhưng mà để chút xíu mình xem thử coi nó có gặt không nha các bạn. Đó, bây giờ thì cái nào mà ghẹ hay là cái nào mà cột dây á thì các bạn nhớ cắt dây thun ra nha. Rồi sau đó mình có đem rửa sạch hải sản lại với nước, rồi mình cho thêm một ít nước, và khi mà luộc á các bạn nhớ cho thêm một ít muối vô để khi mà mình luộc lên á, nó sẽ ngọt thịt và ăn ngon hơn nha. Sau khi luộc hơn 15 phút thì mình trở lại cho những cái hải sản ở trên á, nó được chín đều nha các bạn. Coi nè, trời ơi, khói nghi ngút nè, con tôm càng bự chà bá luôn, gần bằng một cái bàn tay của mình luôn á các bạn. Nhìn mờ lem chưa? Ta nói được bữa thèm hải sản, đi mua hải sản mà mua tầm tã luôn. Lúc đó hả, không có thấy đường luôn mà trời đã lạnh rồi mà người ta còn bỏ hải sản vô cái thùng á. Mà lúc mà mình lựa, trời ơi, cái tay mình nó muốn đông cứng luôn á các bạn. Nói chung là cái này là hải sản vừa mới ngợp á, nhưng mà nó vẫn còn rất là tươi và giá thì nó sẽ rất là ok hơn là những gì mà khi mà mình mua còn sống. Cái này thì mình mua ở cái tiệm nào á mình không nhớ nữa, nhưng mà nó gần ở với lại buffet lúa hôm bữa mình review á các bạn. Cái càng nó to đùng luôn á. Trời ơi nè, cái con tôm càng á, cái que của nó thôi mà có thịt luôn nha. Dù là hải sản vừa mới ngợp nhưng mà rất là chắc thịt nha. Nếu mà không có chắc thịt và tươi á thì cái que của nó sẽ các bạn rất là khó tách ra luôn. Đây nè, con tôm càng nè, trời ơi, ta nói hên ghê gạch không các bạn. Cái thịt á thì chắc thịt chấm với lại miếng muối tiêu xanh là bá cháy luôn. Ta nói nhìn cái đầu mà lem vô gạch quá thì gạch luôn các bạn. Thịt thì chắc thịt tưởng không chắc, hay gì chắc không tưởng luôn. Đây là con cua nè, tưởng không ngon mà ngon không tưởng luôn nha. Nói chung là cái mâm hải sản này mình mua á là gần 300 nghìn thôi á, mà 4-5 người ăn luôn, chia ra ăn rất là rẻ và phù hợp với giá tiền luôn á. Nè coi nè, trời ơi, con cua mà có gạch màu vàng vàng rất là béo và ngon, chắc thịt nữa, ngọt lắm luôn. Lúc đầu á thì mình thấy con cua nó bị gãy cái càng ra, mình không biết là có nên mua không, nhưng mà mua thử nè, coi nè, con ghẹ nè, dù nó nhỏ nhưng mà thịt vẫn là ok nha, có gạch ở trong nữa nè. Trời ơi, ta nói tới cái càng cua thôi bự chà bá to đùng luôn các bạn, thịt quá trời quá đất luôn. Dù hôm qua mới vừa ăn rồi nhưng mà giờ edit video á tự nhiên nó thèm lại các bạn. Đăng ký kênh ủng hộ mình nha, cảm ơn cả nhà rất là nhiều nè.